thỉnh thoảng con có những tranh cãi gây gắt với một số người trên mạng xã hội rồi còn cái nội dung thì tạm để qua một bên á à, thư sư làm con làm như vậy có tạo nghiệp xấu hay không nếu có thì con không nên tranh cãi nữa phải không thư sư rồi à, tức là vị này tranh cãi nhằm mục đích là bảo vệ uh, lời phật ừ? nhằm mục đích là bảo vệ chánh pháp và vị này hỏi là có nên như vậy hay không như thế này tôi nhớ giùm sư không tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác ừ. mình sẽ coi cái thời điểm đó đó mình đang dùng cái tâm gì mà thường khi chúng ta tranh cãi đó chúng ta dùng tâm sân bởi vì người ta không đồng ý với mình thì mình mới tranh cãi còn người ta đồng ý thì mình đâu có tranh cãi ừ. như vậy đó cái việc mình cần làm đó không phải là tranh thắng hay bại nhớ thêm một cái bài kệ khác đó là gì chiến uh, chiến thắng gây thù hận thất bại chúa khổ đau ai bỏ được thắng bại an lạc liền theo sau nghĩa là sao mình không có tranh để mình thắng ừ. mà mình lo cái tâm sân của mình trước đây giải quyết tâm sân của mình trước trước khi mình mở miệng ra mình nói thì mình giải quyết tâm sân của mình trước sau khi giải quyết được tâm sân mình mở miệng bằng tâm từ được thì mình hẳn mở miệng không thì im lặng. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là những người mà họ chửi đạo, họ chửi đạo Phật á, họ đâu họ đâu có muốn nghe, họ không phải là người muốn nghe nha. Thì mình tranh luận với cái người không muốn nghe để làm cái gì? mình tranh luận là mình phải tranh luận với người muốn nghe chứ không phải mình tranh luận với người không muốn nghe và như vậy mình dùng cái tâm sân để mình tranh luận thì nó chỉ cãi nhau không đi được tới đâu hết ừ. mình phải dùng cái tâm từ để mình để mình nói chuyện nha phải dùng tâm từ để mình nói chuyện không dùng được tâm từ để nói chuyện thì im lặng để người khác làm mình lo giải quyết tâm sân của mình trước nó quan trọng hơn mà phải nói nó quan trọng nhất nha không ai thuê không ai mướn không ai mượn cái chuyện mình dùng tâm sân để mà mình tạo nghiệp ừ. bởi vì nhớ khi nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo đấy mà trong kinh phạm võng đức phật có nói như thế này à, cái chuyện mà người ta khen mình hay chê mình ấy nó không đưa đến sự thật nha người ta có khen mình thì mình cũng đâu có được giải thoát đâu mà người ta có chê mình thì cũng đâu có được giải thoát đâu đấy mà à, mình chỉ nên nói rằng chỉ nên nói một triệu chuyện này đó là cái gì cái việc này không có ở chúng tôi hoặc là những việc này có ở chúng tôi mình chỉ cần giải thích như vậy là đủ rồi ừ. à, và sẵn thì nói luôn cái vụ mà khen với chê nhớ dùm thêm những cái câu này đó là gì xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này kẻ hoàn toàn bị trách người chỉ được khen hay ngay cả thế tôn bậc chánh đẳng giác ngài thuyết pháp mà còn có người chê cái cách sinh hoạt của thế tôn nó đẹp như vậy đó mà còn có người chê mà rồi um, còn có thêm một câu nữa đó là à, cái lời lời khen của người khác ấy, không làm cho mình trở thành thánh nhân mà lời chê của người khác ấy, không làm cho mình trở thành kẻ ác nha tự mình trong sạch mình chứ còn không ai thanh tịnh ai nha tự mình làm trong sạch mà tự mình làm nhiễm ô uhm. đấy không có ai mà làm cho trong... không ai làm cho mình thanh tịnh mà cũng không ai làm cho mình ô nhiễm nhớ cái chuyện đó người ta khen mình đó, đâu có làm cho mình thành thánh đâu nha giống như là bây giờ thiên hạ đổ xô khen một vài vị trưởng lão đẩy các vị đó lên làm thánh nhưng mà ngay cả như vậy thì các vị đó cũng không thể lên làm thánh được nha cũng không làm cho các vị đó trở thành thánh mà nếu như người ta có đè ra người ta dè biểu mình ấy cỡ nào đi chăng nữa mình cũng không phải vì cái chuyện người ta chê mình trở thành cái kẻ ác trở thành kẻ ngu mà cái chuyện mà thành thánh hay là cái thành cái kẻ ác là do mình chứ không phải do người khác ừ đấy và mình cũng không cần phải nhờ ai để trở nên thanh tịnh cũng không cần nhờ ai để trở nên ô nhiễm cái chuyện thanh tịnh hay ô nhiễm là do mình tự mình quyết định ừ. rồi thí um, dụ như uh, trong cái trường hợp như là thiền a bên bờ vũ trụ thì mình chỉ cần nói nói là cái sự kiện mà một người tự đắp y rồi nói những cái như vậy không có ở chúng tôi trong Phật giáo không có những con người như vậy nha từ cái sự kiện là tự đắp y rồi uh, tự mạo danh thầy tu trong Phật giáo không có những con người như vậy cho đến một con người có những cái phát biểu có những cái uh, truy kiến như vậy thì trong Phật giáo không có những con người như vậy như đó là đủ rồi nhiều đó là đủ rồi à, còn à, cái chuyện những gì như nói là mê tín thờ cúng đốt vàng mã thì mình chỉ cần nói là trong phật giáo không có những chuyện như vậy đủ rồi còn cái chuyện mà ai nghe hay không là chuyện của người ta mình có lợi khẩu thì mình nói người ta nghe mình nói bằng tâm từ mình nói người ta nghe chứ còn mình lôi ra mình cãi lộn với nhau thì nói ai nghe